tuổi nhâm tý sinh năm 1972, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm quý mão 2023 là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh được Tử Vi rất vui khi gặp lại quý vị trong chuyên mục Tử Vi 12 con Giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình và tuổi nhâm tý sinh năm 1972 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chỉ ra rằng đúng tháng 2 nhuận âm lịch năm quý mão 2023 tới đây người tuổi nhâm tý sẽ phải trải qua một tháng nhiều biến động, hung cắt, ẩn tàng vận trình có nhiều thay đổi nhưng bản mà mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình từ đó với những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến người tuổi nhâm tý hiểu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý tín chủ tuổi nhâm tý cùng theo dõi lá số tử về chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Người tuổi nhâm tý sinh năm 1972 là tuổi con chuột mệnh tang đố mộc nghĩa là gỗ cây dâu tằm. Người tuổi nhâm tý tài giỏi hiểu biết cuộc sống tuy có nhiều lo nghĩ nhưng tóm lại khá đầy đủ hạnh phúc và an nhàn. Người tuổi Nhâm Tý sống thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng. Cả cuộc đời người tuổi Nhâm Tý phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, hay phải lo lắng suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên khi về già, họ lại rất có vận may về con cái, sau hôn nhân cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão cho thấy có nguyệt lệnh lâm ất Mão, dễ gây hao tài tốn của cho người tuổi canh tý nhìn chung, thì tháng 2 nhuận, năm 2023 này, chính là khoảng thời gian khá khó khăn đối với người tuổi nhâm tý dưới tác động của cục diện tương hình, bản mệnh phải trải qua nhiều thử thách, vì thế cần cổ vũ bản thân không bỏ cuộc giữa chừng kẻo công lao từ trước đến nay đổ sông, đổ bể. Trên phương diện sự nghiệp, thực chất người tuổi nhâm tý là người có tầm nhìn xa, trông rộng, đoán được xu hướng phát triển của công việc. Xong, bạn lại quá kiêu ngạo, nói năng không biết kiêng nể ai, nên thường làm mất lòng người khác chẳng ai có thể làm mọi việc một mình. Nếu bị cô lập thì dù có tài giỏi đến đâu, bạn làm việc gì cũng rất khó. Về tình hình tài chính cũng không có nhiều bước phát triển tích cực. Tháng này người tuổi Nhâm Tý thường vướng phải những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu của đối thủ, dễ gặp tiểu nhân ngáng trở nên các kế hoạch đặt ra thường gặp trục trặc. Thêm vào đó, bạn còn phải tốn thêm tiền cho sức khỏe cũng như các hoạt động xã giao để sửa chữa sai sót nên túi tiền chẳng được dư giả. May mắn là tử vi tháng 2 nhuận năm 2023 này, người tuổi nhâm tý về tình cảm có thể được coi là điểm sáng lạc quan trong vận trình của bản mệnh. Nhờ có các tinh thái âm, cũng như ngũ hành tương sinh, bạn tìm được niềm an ủi, cổ vũ, động viên từ những người thân của mình. Người độc thân thậm chí, nhận ra ai là người chân thành với mình, sau khi trải qua những khó khăn trong việc tìm kiếm người tâm đầu ý hợp. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, trong tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, Xem tử vi cho thấy, vận trình sự nghiệp của người tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023, cần xác định rõ tinh thần là sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, trở ngại. Trong thời điểm tháng 2 nhuận này, phải trải qua nhiều rắc rối ập đến, khiến cho bạn không thể lơ là, mất cảnh giác, cục diện ngủ hành tứ hình xung tí ngọ mão dậu đã gây ra nhiều tác động tiêu cực cho các mối quan hệ xã giao của bạn. Tuy nhiên, chính người tuổi nhâm tý cũng cần phải ý thức được vấn đề của bản thân, để kịp thời khắc phục, sửa chữa bạn là người tài giỏi nhưng lại quá kiêu ngạo thường tỏ ra coi thường người khác nên cũng dễ nhận lại sự phản cảm của mọi người xung quanh đặc biệt là với những người tuổi nhâm tý đang làm lãnh đạo quản lý bạn quá độc đoán chuyên quyền không chịu lắng nghe ý kiến nhân viên nên thường tạo ra sự bất mãn ngấm ngầm trong tập thể và cứ tiếp tục như vậy thì đơn vị của bạn sẽ ngày càng thụt lùi không thể nào đạt tới cái đích bạn đã đặt ra từ trước hung tinh âm sát xuất hiện cũng đem tới hung hòa ẩn tàng nhiều kẻ tiểu nhân rình dập quấy phá lời khuyên cho người tuổi nhâm tý là không nên nghe theo những lời của những kẻ nịnh hót mình bạn cần phải biết mình đang đứng ở đâu chứ đừng nghe theo lời tân bốc của người ngoài Xem tử vi tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy, người tuổi nhâm tý chỉ khi nào xác định được đúng khả năng của mình, và nhìn nhận đúng thực tế, thì bạn mới đưa ra được những kế hoạch phát triển khả thi. Ngoài ra, trong làm ăn, hay công việc, Người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nên lựa chọn người hợp tuổi làm ăn cùng với mình, đây là một vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thành công trong sự nghiệp. Tuổi hợp làm ăn với người tuổi Bính Tý là tuổi Bính Thìn, giáp dần, canh thân. Bạn nên lựa chọn những tuổi này để hợp tác làm ăn nhé. Một điều quan trọng nữa là người tuổi Nhâm Tý được Phật bản mệnh là Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, hay còn gọi là Phật bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt hộ mệnh. Phật bà quan âm nghìn tay nghìn mắt là một trong những ứng hóa phổ biến nhất của quan thế âm Bồ Tát, nghìn tay của quan âm biểu tượng phù trợ chúng sinh, nghìn mắt của quan âm giúp nhìn khắp thế gian, cứu giúp chúng sinh. Phật bà quan âm nghìn tay nghìn mắt công lực mạnh mẽ, có thể nhìn thấu, nghe thấu trăm ngàn lẽ ở đời, dùng huệ nhãn soi tỏ khắp bốn phương tám hướng để thấu đạt những khổ đau, bi phẫn của con người. Chính vì vậy những người tuổi nhâm tý sinh năm 1972, khi mang bên mình Phật bản mệnh thiên thủ thiên nhã, cùng lời cầu khấn thành tâm sẽ được giải thoát khỏi tam độc tham sân si còn giúp hóa giải vận nạn, mang đến cho người tuổi nhâm tý bình an, may mắn trong cuộc sống. Đeo hình tượng Phật bản mệnh thiên thủ thiên nhãn, sẽ giúp bảo trợ giúp cho tuổi nhâm tý chống lại những luồng khí xấu, hóa giải sao hạn, sao xấu, tránh được tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, người tuổi nhâm tý sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, một đời được bình an, gặp hung hóa cắt, khi gặp điểm giữ sẽ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc dưới sự độ trì của ngài sẽ giúp người tuổi nhâm tý vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống, có đủ ý chí và niềm tin để chiến thắng mọi bệnh tật. Khi vận may của bạn tìm đến, ngài sẽ góp sức để vận thế của bạn thêm huy hoàng, sáng lạn. Về phương diện tài lộc. Tử vi tuổi nhâm tý sinh năm 1972, tháng 2 nhuận âm lịch, năm quý mão 2023 người tuổi nhâm tý có tam hợp là thân tý thìn tạo nên mối quan hệ tương trợ lẫn nhau nhâm tý cũng kết hợp được thêm với tuổi sửu tạo nên nhị hợp sẽ mang lại nhiều may mắn thuận lợi và phúc khí trong cuộc sống trong các mối quan hệ người tuổi nhâm tý sẽ có quý nhân phù trợ là các tuổi thìn thân và hướng phú quý may mắn là đông nam hướng tây bắc và đông bắc cục diện tương hình sẽ đem tới nhiều rắc rối cho phương diện tài lộc của tuổi nhâm tý bước sang tháng mới cho người tuổi nhâm tý đang có điểm báo có lẽ sẽ nhiều kế hoạch kiếm tiền của bạn sẽ không được như ý muốn thậm chí bạn còn phải cẩn trọng trước nguy cơ mất thêm tiền sự độc đoán nóng vội sẽ gây ra nhiều tác động có hại khiến cho bạn rơi vào cảnh hao tài tốn của vì thế người tuổi nhâm tý này cần phải học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nếu những người có hiểu biết khuyên bạn chớ đầu tư thì bạn nên dừng lại để cân nhắc đúng sai nên hay không nên cho kỹ đặc biệt là bạn cần hết sức cẩn thận trong việc kết giao vào tháng 2 nhuận này, nhất là những nhâm tý mới bắt đầu bước vào một lĩnh vực mới nào đó. Nếu như kết thân nhầm với kẻ không đáng tin cậy, bạn sẽ rất dễ tin theo những lời hứa, lừa lọc đầu tư không đúng chỗ, khiến khoản tích lũy bấy lâu nay không cánh mà bay. Đối với người tuổi nhâm tý làm công an lương, công chức, viên chức, nhân viên hành chính, công nhân, cũng chỉ có thể trông mong vào khoản tiền lương cứng của mình. Trong tháng 2 nhuận này, công việc không có tiến triển đáng kể, cũng khiến cho các khoản thưởng nóng chững lại, bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình, chi tiêu tiết kiệm, có kế hoạch nếu như không muốn rơi vào cảnh cháy túi. Ngoài ra, tháng này bạn còn tốn tiền để thăm khám sức khỏe, vì thế ngay từ bây giờ, hãy nhắc nhở mình quan tâm hơn đến cơ thể của mình, nếu như có dấu hiệu cảnh báo, thì nên đi khám ngay, càng để lâu càng khó chữa trị, và tốn kém nhiều hơn. Hướng tốt là, hướng Tây Bắc. Hướng xấu là, hướng Tây Nam, và hướng Đông Nam. Ngày cắt hỉ trong tháng là ngày 21 tháng 2 và ngày 25 tháng 2 nhuận âm lịch. Ngày xấu trong tháng là ngày 22 tháng 2 và ngày 23 tháng 2 nhuận âm lịch. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng mới cho thấy, về phương diện tình cảm và các mối quan hệ của người tuổi Nhâm Tý lại khá thuận lợi, bạn đón nhận nhiều tin mừng đưa tới. Trong tháng mới này về phương diện sự nghiệp hay tài lộc của bạn khá ảm đạm thì bù lại bạn vẫn có được niềm vui, niềm an ủi trong chuyện tình cảm. Đối với những người đã lập gia đình, bạn luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ, động viên đến từ các thành viên trong nhà. Đặc biệt nửa kia của bạn là một người dịu dàng và thấu hiểu, bạn có thể tâm sự mọi điều với đối phương để thấy nhẹ nhõm hơn nữa. Người ấy cũng sẵn sàng đưa ra những ý kiến tham khảo, giúp bạn giải quyết vấn đề đấy. Đối với những người độc thân, cũng có dịp để nhận ra ai là người luôn quan tâm, chăm sóc và cổ vũ mình trong suốt một khoảng thời gian dài. Trải qua nhiều khó khăn, bạn đã có thể tin tưởng hoàn toàn vào đối phương, vì thế nếu như trái tim đã rung động thì bạn nên cho đối phương cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau, rất có thể người đó chính là người mà bạn đã mong ngóng từ lâu. Nếu như đã tìm được người phù hợp với mình, bạn nên nhắc nhở bản thân trân trọng đối phương, hai người hãy cùng bao dung cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi vấn đề trong cuộc sống. Nếu mối quan hệ đã chín muồi thì hai người có thể tính tới chuyện tiến xa hơn nữa rồi nhé. Về phương diện sức khỏe, Bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, về tình hình sức khỏe lại không được khả quan cho lắm. Trong tháng 2 nhuận này, do chịu tác động của sao bệnh phù tác động làm cho bạn thường xuyên mệt mỏi, buồn giàu vì bệnh tật của mình. Người tuổi Nhâm Tý cần phải nhắc nhở bản thân, suy nghĩ tích cực hơn, nếu như cần thiết thì đi khám bác sĩ kịp thời, nếu không, bạn rất dễ rơi vào tình trạng suy nhược toàn diện vấn đề kém ăn kém ngủ nghỉ ngơi kém thiếu bồi dưỡng trên thực tế dù bạn mắc bệnh kéo dài nhưng đa số bệnh tật cũng không nặng lắm vì thế nếu như bạn dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện sức khỏe ăn uống sinh hoạt điều độ thì mọi vấn đề đều có thể được cải thiện cổ nhân có nói sức khỏe là vàng có sức khỏe là có tất cả có gì cũng được miễn đừng có ôm bệnh vào thân dù bạn có bao nhiêu tiền tài danh vọng lớn đến mấy gia đình hạnh phúc bao nhiêu nhưng không có sức khỏe thì mọi thứ cũng như không cuộc đời này là cõi vô thường, có đó rồi mất đó, lời Phật dạy về sức khỏe chỉ ra rằng, trên cõi đời này không có gì quan trọng cho chính bản thân bạn hơn là con người bạn. Người có sức khỏe có trăm nghìn ước muốn, nhưng người không có sức khỏe, thì chỉ có một ước muốn duy nhất là, sức khỏe mà thôi. Sức khỏe và bệnh tật là những trải nghiệm thông thường của kiếp sống con người, theo lời Phật dạy về sức khỏe, thì sức khỏe và bệnh tật có nguyên lý duyên khởi nhưng không hoàn toàn, có nghĩa là định mệnh như vậy, thì làm sao chúng ta đoạn tận được khổ đau. Ví dụ như, một người nào đó mắc bệnh hiểm nghèo, lại cho rằng do kiếp trước người ấy không tu tập thân thể tinh thần, quan niệm này lại đi sai quỹ đạo với Phật cho rằng, chúng sanh bị giam cầm trong nghiệp luân hồi. Nhưng chính chúng ta và ý thức của mình hoàn toàn có thể thay đổi nghiệp hoặc làm nghiệp biến mất, chúng ta có quyền lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hay u tối, là do chính những gì chúng ta làm trong hôm nay. Sức khỏe con người theo lời Phật dạy, chính là sự hòa hợp từ nhiều khía cạnh, sự hòa hợp trong chính con người mình, sự hòa hợp giữa cá nhân và cộng đồng quan tâm đến sức khỏe chính là quan tâm đến nhiều khía cạnh thân thể và tinh thần, có như vậy thì mới đảm bảo có được sức khỏe thân thể tốt nhất trong trạng thái tinh thần minh mẫn nhất. Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 nhuận âm lịch cho thấy Xem tử vi cho thấy, đầu tháng này, tình hình công việc của người tuổi nhâm tý có rất nhiều vấn đề này sinh, tình hình khá căng thẳng, mọi thứ đang ở trong tình trạng bế tắc, mắc kẹt. Và chỉ có mình bạn là người phải giải quyết, bạn đơn độc, và chẳng có ai giúp đỡ bạn cả, sau quá trình cố gắng hết sức, bạn cảm thấy chán nản, và mệt mỏi, vì chẳng hề đạt được hiệu quả như mình mong muốn dường như trong khoảng thời gian này người tuổi nhâm tý chẳng có thể làm gì hơn lời khuyên dành cho bạn đó là hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu đồng thời các lĩnh vực đang gặp vấn đề khó giải quyết cũng nên sắp xếp lại sau người tuổi nhâm tý nên tập trung cố gắng thúc đẩy phát huy các thế mạnh của mình làm từ những việc đơn giản rồi dần dần dùng những thành quả đạt được để cải thiện tình hình lấy lại tinh thần quyết tâm và là nền móng để làm những việc khó tiếp theo thời gian này, kiếp tài trong tứ trụ lận mạng, đại diện cho người thân là nam giới, có thể thấy vận tài chính của người tuổi nhâm tý vào thời điểm này, sẽ có liên quan đến những người này, có thể một khoản làm ăn, đầu tư nào đó, bị người thân, anh rể, hoặc là bạn bè đồng nghiệp nam tranh mất vật cạnh tranh trong tiền tài tương đối mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này, người tuổi nhâm tý thích vận động, không chịu ngồi yên một chỗ, nên vận tài lộc cũng biến chuyển liên tục, tuy nhiên bản tính chi tiêu hoang phí, cũng khiến bạn thiếu tính toán, dễ mất cân đối tài chính, người tuổi nhâm tý nên biết thay đổi điều này về chuyện tình cảm gặp xấu kiếp tài tọa mệnh e là người tuổi nhâm tý thiếu đi lý trí trong cảm xúc cuộc sống thường ngày hay nóng này thất thường hành xử lỗ mãng tự mình gây ra sự tranh cãi với người thân bạn bè tình cảm bất ổn do chính bạn không làm chủ được cảm xúc của mình người tuổi nhâm tý rất dễ nổi nóng và nảy sinh là xung đột mặc dù nổi nóng rất nhanh nhưng sau đó họ lại dễ rơi vào tình trạng ủ rột đôi khi kiếm tình yêu nghẹt thở rơi vào chiến tranh không hồi kết về sức khỏe, mùa xuân, vạn xuân vạn vật vật sinh sôi nảy nở, dương khí vượng, đây cũng là thời điểm vàng trong năm để chăm sóc sức khỏe cho gan, thận. Người tuổi nhâm tý có thể thêm vào thực đơn hàng ngày các món ăn như là củ cải, rau thơm, rau hẹ, hành tây để dưỡng can, thêm nấm hương, măng cần, mộng nhĩ trắng, để tăng cường cho sức khỏe nhé. Quý nhân là tuổi thân, tuổi sửu. Tiểu nhân là tuổi mùi, tuổi dậu. Màu sắc may mắn là, màu đen, màu trắng. Con số phát tài là, số 22, số 48 và số 56 xem tử vi 10 ngày giữa tháng từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 nhuận xem tử vi 10 ngày giữa tháng 2 nhuận này người tuổi nhâm tý có thể gặp phải những chuyện ngoài ý muốn thách thức ập đến liên tiếp bạn càng phải thật vững vàng để không gục ngã vào lúc này đặc biệt người tuổi nhâm tý được nhắc nhở nên cẩn trọng trong các mối quan hệ của mình điểm báo cho thấy có kẻ sẽ chơi xấu sau lưng ganh tị đối kỵ với những gì bạn đã và đang đạt được thời gian này đầu óc của bạn có phần mơ màng thiếu đi sự tập trung và trở nên chủ quan thiếu sự đề phòng khi động tới lợi ích cá nhân thì rất khó để nói trước vậy nên nhắc nhở người tuổi nhâm tí cần phải lưu ý hơn trong mối quan hệ xã giao là bạn hay thù thì chẳng thể biết trước được đâu Ngoài ra, nếu bạn yêu thích công việc mà mình đang làm thì hãy làm việc thật chăm chỉ, chịu khó phấn đấu, chứ đừng đứng im tại chỗ, có vẻ như, bạn hài lòng quá sớm với những gì mình đang sở hữu, điều này làm bạn thiếu tinh thần phấn đấu, sẽ khiến bạn nhanh chóng thụt lùi, lạc hậu, để đối thủ vượt qua dễ dàng. Về sức khỏe của tuổi nhâm tý trong thời gian này, bạn cần chú trọng đến sức khỏe của bộ phận can tạng. Theo đông y quan niệm rằng, can tạng khai khiếu ở mắt ý chỉ tinh thần và đôi mắt của bạn sẽ liên quan đến cơ quan này của bạn. Nếu gan yếu thì người tuổi nhâm tý dễ sinh ra các triệu chứng như ác mộng, chất lượng giấc ngủ kém, sức khỏe suy giảm, cơ thể hay mệt mỏi. Vậy, người tuổi nhâm tý nên thêm vào thực đơn hàng ngày các món ăn có bổ sung như là củ cải, rau thơm, rau hẹ, hành tây, thì gan của bạn sẽ được gia tăng, sức đề kháng tốt, bảo vệ cơ thể bạn tốt hơn. Quý nhân là tuổi thìn, tuổi sửu. Tiểu nhân là tuổi mùi, tuổi mão. Màu sắc may mắn là màu bạc, màu xám. Con số phát tài là số 75, số 31 và số 86. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 cho đến hết tháng. Trong khoảng thời gian này người tuổi Nhâm Tý cần thêm sự chủ động nếu như muốn công việc của mình gặt hái nhiều thành tích hơn. 10 ngày cuối tháng này, vận trình của người tuổi Nhâm Tý không thể nói là tốt khi bạn liên tiếp gặp chướng ngại và lúc này cũng bị người khác cản đường, nhưng có mất cũng có được. Tà phù xuất hiện, mang tới cho người tuổi nhâm tý những người phụ tá, người bạn vô cùng nhanh nhẹn, ăn ý, và có lòng trung thành, cùng nhau vượt qua giai đoạn gian nan. Thương quan cũng báo cho người tuổi nhâm tý là, đây không phải là thời điểm thuận lợi trong công việc, dù cố gắng rất nhiều, nhưng tác động của cục diện ngủ hành tương hại, có điểm báo tiểu nhân xuất hiện, ngáng trở, gây họa, khiến bạn không đạt được kết quả như ý. Người tuổi nhâm tý nên tránh bị kích động, và tập trung tuyệt đối vào mục tiêu của mình, đừng quá quan tâm đến những yếu tố bên ngoài về tình cảm của người tuổi nhâm tý có thể nói là khá hơn một chút. Nhưng người độc thân, cũng không có nhiều hy vọng trong việc yêu đương, duyên số chưa tới, không thể cưỡng cầu, bạn không cần quá cấp bách mà lựa chọn sai lầm. Đối với người đã có đôi, có cặp thì hãy lưu tâm tới sinh hoạt của bạn đời, tránh tình trạng không ai ngó ngàng tới. Về sức khỏe, thời gian này, sức khỏe của người tuổi nhâm tý có phần ổn định hơn, người tuổi nhâm tý cần duy trì tình trạng hiện tại, đồng thời, tăng cường tập luyện thể dục, thể thao, để nâng cao thể lực cho bản thân. Quý nhân là tuổi thân, tuổi hợi. Tiểu nhân là tuổi Mão, tuổi dậu. Màu sắc may mắn là màu đen, màu xanh da trời. Con số phát tài là số 45, số 9 và số 12. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại